trăm tám mấy rồi. Wow. Ờ, đi không được. Trời ơi, ai đi xây đá điện ở đây? Đẹp luôn. Bố đâu rồi, phá cái này xíu coi. Rồi, tuyệt vời. Ok, và các bạn xem video cho HNT1 like ủng hộ nha. Và ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel hãy cho một subscribe nha mọi người. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.